Eva nổi giận tập 89. Nghe theo lời hối thúc của Ki-chơn, vì anh ta không thể sống được lâu. Ngông Chu và Minh Kiêu cùng nhau đến nói với Cân Sun là hai đứa muốn cưới nhau gấp. Hai đứa vừa xin phép thì nhận được lời từ chối thẳng thừng từ Cân Sun và bà Hong. Vì Ngông Chu đang còn quá trẻ, bị từ chối kịch liệt, không còn cách nào khác. Ngông Chu bảo mình đã có thai nên muốn cưới sớm. Nghe được điều này, Cân Sun vô cùng sửng sốt, biết sắp xảy ra chuyện trắng lành. Ngông Chu cùng Minh Kiêu bỏ chạy trước, nhưng Cân Sun trong chốc lát lấy lại bình tĩnh và đuổi theo hai đứa, muốn đánh cho chúng một trận như tử, chạy vòng quanh tòa nhà. Cuối cùng họ cũng được ông Na che giấu và trốn vào trong tiệm. Nhưng sau khi nghe được chuyện Minh Kiêu làm Ngông Chu có thai, ông Na không cầm được cảm xúc mà kéo hai đứa ra để dạy dỗ, hết lối thoát. Ngông Chu bèn khai thật là chuyện đó không có thật, chỉ là đùa thôi. Câu nói này làm Cân Sun nổi điên mà đuổi đánh Ngông Chu một lần nữa. Bà bảo vệ thấy Ki-chơn bước ra khỏi nhà với vẻ mặt nhợt nhạt và tỏ ra nghi ngờ nhưng không biết hỏi ai. Đúng lúc đó In-chu bước ra và hứa là sẽ giữ kín miệng nên In-chu sẵn sàng nói chuyện Ki-chơn cho bà nghe. Vừa nghe được tin, chưa để ấm bụng bà đã son sen qua gặp bà Bông để khai báo. Bà Bông cũng đã cố gắng giữ bí mật nhưng bà không thể nào cầm lòng được, bèn nói cho bà Hông biết ngay sau đó. Bà Hông sửng sốt làm rớt ly cà phê đang cầm trong tay xuống. Sau đó bà qua gặp Ki-chơn. Đúng lúc Cân Sun nhận được điện thoại đến để đăng ký nhà đất, vì Han Ki-chơn đã sang nhượng cho cô. Cô sững sờ không hiểu sao lại có chuyện như thế, thì bước qua hỏi Ki-chơn. Cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bà Hông và Ki-chơn. Cân Sun không tin vào những gì mình nghe thấy, cô gào lên khi nghe tin này. Nhưng Ki-chơn thì tỏ vẻ cứng rắn hơn vì thương vợ, nên anh ta bảo giữa hai người không liên quan gì nữa. Tại sao cô lại quan tâm đến tôi? Điều này làm Cân Sun vô cùng đau lòng mà bỏ đi. Chân Mi thấy Cân Sun khóc lóc thì hết lời an ủi, nhưng nỗi đau dường như đã chạm đến tim can của Cân Sun. Cô không ngừng khóc và cố gắng giữ bình tĩnh để tự trấn an mình. Tâm trạng vừa thương vừa hận trong cô làm Chân Mi vô cùng thương xót cho bạn. Vừa tỉnh dậy, In Hun bảo Chin Chơn hãy đi nghỉ ngơi đi, vì tuy trong lúc mê man, mắt anh ta không mở ra được, nhưng anh ta vẫn biết Chin Chơn rất lo lắng và chăm sóc cho anh. Suốt đêm không ngủ, thậm chí là không ăn uống gì, In Hun cảm ơn Chin Chơn vì kiếp này anh có người vợ là cô. Chin Chơn nghe thấy điều đó và thầm chấp nhận, chứ không dám nhận trước mặt In Hun. Chin Chơn vừa ra về thì Su Chơn đến. Trong lòng In Hun cảm thấy tội lỗi vì đã làm hỏng một đóa hồng, một con người như Su Chơn. Nếu ngày trước anh ta cương quyết, cứng rắn, thì giờ này anh ta sẽ không như thế. Với suy nghĩ đó, hai hàng nước mắt của In Hun bỗng dưng tuôn trào. Anh ta cảm kích vì không ngờ Su Chơn lại yêu anh nhiều như thế, yêu hơn cả Chin Chơn, dám làm tất cả vì người mình yêu, là người luôn chăm sóc, theo đuổi, thậm chí là có thể hy sinh bản thân nếu có thể để cứu sống In Hun. Trong bữa cơm, ông Lee cố gắng năn nỉ bảo Sơn Hu gọi ông ta là bố, nhưng Sơn Hu không chịu liền bỏ đi. Chân Mi khuyên ông nên về ngủ trước đi, sau đó Sơn Hu sẽ nhớ đến ông và gọi ông là bố. Chứ bây giờ, người mà anh ta quan tâm chỉ là bà Bông thôi. Nghe có lý, nhưng ông Lee không chịu, vì ông chỉ muốn nghe một từ bố từ Sơn Hu. Cân Sun dậy sớm nấu và mang qua cho Ki-chơn vài món ăn, nhưng vừa mang qua thì Cân Sun tỏ cái thói răng tơ ra làm Ki-chơn khó chịu mà phát đau. Thấy Ki-chơn quỵ xuống, Cân Sun vội vàng đi lấy thuốc cho Ki-chơn uống và ôm anh ta vào lòng, an ủi. Không khỏi tò mò vì người mẹ đẻ, Sơn Hu muốn biết mặt mũi, người mẹ sinh ra mình như thế nào, nên anh dở tờ giấy mà bà Bông đưa cho anh ta ra xem để đi tìm nhà. Đến trước cổng một căn nhà sang trọng, chưa kịp gọi cửa thì một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, có chiếc xe tải đậu bên đường. Bà ta tưởng Sơn Hu là người chuyển hàng nên không quan tâm. Sau đó thì đứa con của bà lái xe đến và hối mẹ lên xe. Bà không ngần ngại bước lên, làm Sơn Hu ngỡ ngàng. Sau khi ngồi trên xe trong giây lát, bà bảo đứa con dừng lại vì bà thấy có gì đó ngờ ngợ. Nhưng sau khi nhìn Sơn Hu một lát, có lẽ bà đã nhận ra đứa con mà bà bỏ rơi. Nhưng bà nhắm mắt cho qua, bảo con trai lái xe đi. Dường như bà muốn quên đứa con này. Sơn Hu nhìn thấy bà bỏ đi mà trong lòng ấp úng, không nói được lời nào. Anh ta cảm thấy hận bản thân, nhưng dù sao, trong thâm tâm anh ta cũng không muốn có người mẹ đó.
dù chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, liệu Sơn Thu có đến nhận lại mẹ đẻ của mình nữa hay không, hay bà ta sẽ đi tìm anh ta. Khi Sơn có vượt qua được số phận, mời các bạn đón xem tập sau sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước, Chin Chun vừa nhận được tin Hana không đến trường từ cô giáo, thì cũng vừa lúc Hana được Hân Minh dẫn đến gặp cô ở bệnh viện. Hana buồn và thương bố khi thấy In Hun đang nằm trên giường bệnh. Khi nghe được tiếng khóc của Hana, In Hun đã tỉnh dậy và đưa tay với lấy vai của Hana. Cũng lúc đó, hai mắt của In Hun đã mở to. Chin Chun ra báo cho bác sĩ biết được In Hun vừa tỉnh lại. Hân Minh nghe vậy mà thấy nao nao trong lòng. Điều này tuy anh không mong đợi, nhưng nó đã đến. Có lẽ, Chin Chun và Hana sẽ rất mệt mỏi vì quãng đời còn lại, vì sẽ phải chăm sóc In Hun. Nếu thế thì Hân Minh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nào nữa, mặc dù Hana là con đẻ của anh. Được tin In Hun vừa tỉnh lại từ cô y tá, Sung Chun liền phóng qua phòng In Hun, nhưng Chin Chun đã ngăn lại. Do vết thương tái phát, Sung Chun quỵ xuống ngay tại chỗ. Cảm thấy tội lỗi vì Kang Sun không biết gì về chuyện của Ki Chun, Trân Nhi mua loại nấm tốt cho bệnh ung thư và bảo Sắc mang qua biếu anh ta, để trong lòng bớt áy náy. Hân Minh gọi Chin Chun ra nói chuyện. Sau khi nhận được thông tin từ điều tra viên, anh ta bảo rằng đã tìm thấy người tài xế lái xe. Thực ra anh tài xế cũng đã uống rượu trong khi lái, nên sau khi đụng phải, anh ta hoảng sợ nên mới bỏ trốn. Nhưng hầu như Chin Chun không mấy quan tâm đến chuyện đó. Chuyện mà Chin Chun muốn nói là cô không thể nào cưới Hân Minh được. Hân Minh rất bất ngờ, nhưng anh nói là anh sẽ chờ đợi. Điều này làm Chin Chun rất cảm động và khó xử mà chảy nước mắt. Dường như cô đã yêu Hân Minh rất nhiều, nhưng vì nghĩ mình phải có trách nhiệm với In Hun nên cô không thể nào bỏ đi được. Kang Sun cảm thấy bất lực khi nói chuyện với cô nàng ngổ ngáo như Su Chun. Thật sự là không có từ nào có thể mô tả được. Ki Chun rất hài lòng vì Minh Kiêu vừa mở một cửa hàng mới. Một người đàn ông có ý chí phấn đấu làm ăn như vậy thì anh ta rất yên tâm để gửi gắm con gái. Ông Lee thấy bà Bông đang xong chiếc áo cho ông Ki thì tự lấy mặc vào và que xung quanh. Bà Bông bảo ông cởi ra, nhưng ông Lee lỡ không chịu cởi mà cố tình trêu bà Bông. Không được ở đó, ông còn mang chiếc áo đến que với ông Ki. Ông Ki biết chiếc áo đó bà Bông đang cho mình, nhưng ông tự tin là bà Bông chắc chắn sẽ đan cho ông cái khác. Hana tỏ ra là cô bé rất thông minh và hiểu chuyện. Cô bé hết mực yêu thương cả hai người bố và không phân biệt người nào với người nào. Điều này làm cho Kang Sun hết sức cảm phục và yêu thương Hana nhiều hơn. Ấy này trong lòng về chuyện của Ki Chun, Trân Mi đến gặp Chin Chun nhằm giải tỏa nỗi lòng. Trân Mi khuyên Chin Chun không nên rời xa Hân Minh, vì Ưng Chun đã bỏ ra quá nhiều nước mắt để giành lấy Hân Minh. Còn Chin Chun từ bỏ Hân Minh một cách dễ dàng như vậy là một sự xúc phạm cho Ưng Chun không hề nhẹ. Chin Chun sẽ suy nghĩ lại vấn đề này, nhưng tạm thời cô phải hết lòng chăm sóc In Hun. Vì In Hun mới vừa qua phẫu thuật, đang trong quá trình hồi phục, cần có người chăm sóc. Rồi Trân Mi sẽ nói sự thật cho Kang Sun biết trong trường hợp nào Chin Chun sẽ quay lại với In Hun hay không, số phận của Ki Chun sẽ như thế nào. Ông Ki và ông Lee, ai là người sẽ sống hết quãng đời còn lại với bà Bông? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo sẽ rõ. Vui lòng nhấn thích video và đăng ký kênh các bạn nhé. Trong tập trước,